Tí Đô và Hoài Lâm ra thì còn còn ai nữa hả? Còn ai trong gia đình sáu người chứ? Còn ai hả? Đúng rồi, đúng rồi, chú Minh Thuận, cô Minh Thuận, chị Hương thì ngày hôm nay cũng đã dành thời gian đến, nhưng mà sẽ còn giấu bên trong. Được không ạ? Ngồi nữa là sẽ gửi tới quý vị những bài hát. Và sau đây thì dạ, em sẽ hát một cái record acoustic. Thì acoustic là cái thể loại nhạc mà thật ra cũng không phải là sở trường của em. Thì ngày hôm nay em sẽ hát cover những cái ca khúc mà mình thích nhất. Và gửi tới quý vị, nếu mà có gì đó sai sót thì thông cảm cho Mia được không ạ? Yeah.
cuộc đời tức quá. Lách hết đi lên hát chung được. Anh đã về, tin anh rời đi từ ngày trong mong giấc.
số hồi nhiều trục trặc thì quý vị thông cảm nha. Thì có phần góp mặt của Hoài Lâm thì Mia ngày hôm nay rất là cảm ơn lắm. Tại vì Mia thì không có thuận lời, tuy là rất thích nhưng mà Mia có bị cái tật đó, là học bài là không bao giờ thuộc hết á, nhất là thuận lời, cho nên là hay phải photo những cái lời ra như vậy để xem. Thì rất là cảm ơn Hoài Lâm đã lên tức quá mà lên hát phụ. Không ức quá tại vì cái bài hát Hoài Lâm hay hát mà Mia lại quên lời. Cho nên là... Giống anh à, anh hay sáng tác mà cái bài hát của anh còn không thuộc mà nó chỉ Dạ, rồi rất cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Hoài Lâm. Cảm ơn Hoài Lâm rất nhiều, một tràng hót tay, cảm ơn anh ấy. Nãy giờ là Hoài Lâm đã phá hết tất cả mọi kịch bản, là chúng ta sẽ không phải tuân thủ theo bất cứ một cái khuôn khổ nào cả. Tất cả mọi người đang ngồi tại đây tiếp xúc với nhau như một gia đình. Mia thay đồ ở trong rồi định là
là thích mùa sau xuất hiện nhưng mà bị Tido bỏ vô. Nga cũng không biết là Tido diễn gì trong bài này mà Tido giấu dữ lắm nha. Giống như Hoài Long hôm nãy giờ đó giấu không cho nhau biết cái gì hết đó, bây giờ mới biết nè. Xong rồi mới bỏ vô người ta đi ra đây. Rất là cảm ơn anh và anh Tô Lâm đã đến đây gửi cho em đọc một tiết mục. Xin cảm ơn rất nhiều. Như quý vị cũng đã xem video clip vừa rồi của Mia thì từng chặng đường cô ấy đang phát triển và trưởng thành dần dần. Và trên mỗi chặng đường như vậy, Mia luôn luôn nhận được rất nhiều tình cảm cũng như sự giúp đỡ của các anh chị em trong nghề. Và bây giờ cũng sẽ là một món quà nữa mà Mia muốn gửi tặng đến tất cả các bạn cùng với sự góp mặt của một ca sĩ đến từ Hàn Quốc. Hãy đón chờ anh ấy. Back.
Trời em xem quăng cái lòng lắm vậy. Tại anh chừng em nay nè, quên nói từ rất sớm rồi. Và cũng xin rất là cảm ơn Nghe là buổi tối hôm qua Nghe đã ngồi thắp đứng hết 20. Còn Quyên xin chúc là sẽ có buổi offline thật là vui và thành công trong tương lai nhiều hơn nữa. Xin mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn rất nhiều. Như các bạn đã thấy là Mia luôn luôn nhận được rất nhiều tình cảm của các anh chị em đồng môn, đồng nghiệp và đặc biệt là các tiền bối. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón một nghệ sĩ mà rất yêu thương Mia trong suốt chương trình là Nữ Mặt Thân Quen. Hãy cùng chào đón nghệ sĩ Ngân Quyên. Xin cảm ơn chị Ngân Quỳnh rất nhiều và xin chúc cho chị luôn luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui nhé. Ok, nói chơi vậy thôi chứ còn Mỹ A cũng như là Hoài Lâm, cũng như là Vương Khang, anh Minh Thuận, Vi Quang, tất cả đều là gia đình gương mặt thân quen. Cho nên á, dầu bận, dầu là mình có làm cái nào cũng phải sắp xếp để mà tham gia cùng với các bạn. Thì chúng tôi là gia đình gương mặt thân quen. Một trận hôm nay nữa dành cho chị Ngân Quỳnh, xin cảm ơn chị. Vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức ra rất nhiều tiết mục hết mình, diễn hết sức của các nghệ sĩ. Và bây giờ sẽ là phần dành riêng cho tất cả các bạn. Rồi, có thể xin mời công ty. Rồi, cảm ơn các em. Rồi, căng cái micro là ổn định hơn nha.
Rồi bây giờ chúng ta đã được thưởng thức những màn vũ đạo rất tuyệt vời của các nghệ sĩ. Thì bây giờ vũ đạo sẽ thuộc về các em. Trong một đoạn nhạc ngẫu nhiên của một bộ âm thanh khá ra, các em hãy nhảy thật sung, cầm máu lửa. Rồi đến khi tự nhiên hai rapper la lên dương nhạc là các bạn phải đứng hình. Ai mà cử động hay là rung rinh một tí, người đó sẽ bị loại. Và ai trụ lại được lâu nhất sẽ giành được giải thưởng 1 tỷ đồng. Được chưa? Đó chưa? Một phần âm thanh xin mời trong đoạn nhạc ngẫu nhiên ạ. Nhạc vũ trường nha. Dạ. Mình nhạc trường vũ nha. Rồi nhảy đi. Nhảy đẹp nha. Rồi em đưa trẻ qua đây. Em ok. Đứng qua đây kìa. Đứng lên đây luôn nè. Đứng lên. Cho nó đẹp. Nhảy sao nấp qua đây vậy? Sao nấp qua vậy đó? Đứng lên đây. Đứng lên đây đó. Rồi nhảy một chân nè. Bây giờ chỉ được nhảy một chân thôi. Chỉ có một chân nha. Ok, đúng rồi đó. Dạ ok, chú tham gia luôn. Một chân, một chân thôi. Đó. Dừng nhạc. Rồi chú cứ đặt bài chân của ngoài chú xuống. Dạ dạ chú xuống. Dạ chú xuống. Dạ rồi chú không chịu xuống. Dạ rồi chưa biết lật rồi, đứng yên nha. Em cử động tay xuống đi kìa. Xuống. Đã nói đứng yên mà. Trời ơi cái tướng này khó ôi. Mày cử động đi trời. Lắc lư. Xuống. Rồi nhạc lên. Hay quá, tự nhiên nhìn thấy cái kịch, cái hài trò. Ây chà, cảm xúc quá. Chú đừng có nhìn con. Chú nhìn con là chú sẽ bị dao động con mắt là chú bị loại. Hay quá. Em cười cái gì? Đó, nói gì mà chứ tự nhiên không em chú yên cười. Em xuống luôn, xuống rồi. Hay quá, cho con cái cảm xúc đi. Mất sữa gạo hả? Các anh nằm trên nằm dưới sao đuổi nha. Rồi nhạc lên. Một chân nha, nhảy một chân nha. Dạ ai nhảy hai chân là bị loại nha. Quá dữ luôn. Nhấc nha. Nâng mắt kiến kỳ xuống. Đụng vô ta cả. Thôi rồi, anh không. Rồi nhạc lên. Dừng nhạc. Nhấp xuống. Thời nghiệp nhấp. Không phản ứng còn chậm. Nhạc lên. Cái vũ đạo mà như vậy như Sư Cô Cung. Sư Cô Cung này không có tập bụng nè. Còn miếng nha. Rồi bị loại. Thôi mình không tiểu tiểu nhân tới đó thôi. Rồi nhạc lên. Chết rồi, rung rồi, rồi, đó, rung rồi, rồi.
thì lại cái đó, còn nhìn thấy không? Mèo hoài. Rồi một chân nào, bắt đầu. Rồi nhảy lên đây. Yeah, hay quá cái này. Rồi dừng dừng. Trời hay ha, nhìn cái mặt cái này đấy, hai nhỏ xuống. Trời hay ghê. Thành ra bây giờ tôi cứ chỉ canh cái người một giò thôi. Em tên chị. Ở nhà ba má biết chưa? Bệnh về lâu chưa? Bác sĩ nói làm sao? Được mấy tháng? Còn lo xong chưa đó? Sao rút gì? Lấy ông Tăng ra cho em chăm nha. Ông Tăng biết bầu mà đó. Đứng yên nó còn dễ bò hơn chui như chứ chỗ không cần chui. Trời ơi, em nó rung quá trời mỏ. Phải như vậy không? Sinh viên mà phải như vậy không? Tuổi trẻ là phải cứng nhắc lên, phải bản lĩnh lên, đúng không? Ghê thiệt. Bà này không mờ, bà này cười hoài. Nhạc lên. Hay quá em ơi. Hay quá em ơi. Yeah. Chân nhạc. Hay. Chúng em đòi hoài quá. Trời ơi. Em có biết nào chia sẻ với các bạn để lát nữa chơi nó hay không? Nghi nhớ ở chứ tiếng lừng rồi nhờ. Chị Kha, chị Kha Tina. Không biết người nào luôn, không hiểu. Rồi, nhạc lên. Cô chào hoa tay nữa cho các bạn đã tham gia rất nhiệt tình. Hãy quay trở lại với Mia. Và với chiếc giọng ngọt ngào đó, cô ấy đang muốn thỏa thẻ và tâm sự những điều gì đến cho tất cả mọi người trong ngày hôm nay. Vì sao em yêu em? Một ngày nào đó sẽ.
này cách đây 2 ngày thì tự nhiên Mia suy nghĩ là gì làm thì mình nên tự viết một cái bài nào đó thật là dễ thương để cái ngày hồi FC này gửi tới quý vị. Và khi mà ngồi suy nghĩ thì nghĩa là viết tình cảm mà theo kiểu tình cảm sướt mướt hiện tại thì sợ buồn quá nên là thôi viết một cái bài thật là tươi kiểu là yêu đơn phương á, kiểu vậy á, thì chắc là sẽ dễ thương hơn. Các bạn thấy cái bài hát vừa rồi có được không ạ? Sự đáng quý cho những nghệ sĩ trẻ Mia mà có thể vừa tự thể hiện bài hát cho chính mình sáng tác nữa thì như vậy là rất là đáng trân trọng. Tại vì qua suốt một quá trình hoạt động nghệ thuật thì tích tụ những cảm xúc đó để có thể viết lên những giai điệu, điều đó thực sự rất là khó. Bản thân Hoàng Đăng cũng đã viết ra rất nhiều bài hát và mỗi lần viết bài hát mình không thực sự không dễ chút nào cả. Cứ viết ra mà cảm thấy không hài lòng là mình sẽ phải bỏ qua để mình viết lại làm sao để có cảm xúc thật nhất. Và hy vọng bài hát vừa rồi đã mang được cái cảm xúc thật nhất của Mia trong một cái đêm gió lạnh như vậy để gửi tặng cho tất cả mọi người. Mọi người có hiểu được cảm xúc đó không ạ? Có không ạ? Thật ra các bạn đã biết mới cái này 2 ngày thôi cho nên là chưa hoàn thiện lắm. Ngày hôm nay là cái ngày là lần đầu tiên làm em thể hiện cái bài hát này trên sân khấu. Thì mình biết mà còn quên lời nữa. Nên là có nhiều chỗ Rồi, mình sẽ bỏ qua cái kia không sao. Dạ, rất là mong là khi mà bài hát này sau này ra mắt thì các bạn sẽ ủng hộ thêm Mia được không ạ? Rõ ràng là Mia có chia sẻ thì tất cả mọi người mới biết được. Thì đâm ra anh bây giờ muốn là mọi người sẽ đặt câu hỏi cho em. Có thắc mắc gì? Hỏi đây, Mia đây. Hỏi cô ấy sẽ trả lời, như vậy chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Và như vậy mới là một gia đình, đúng không nào? Rồi, cho em ánh sáng lớn hơn được không ạ? Sáng hơn được không ạ? Để em mời mọi người hỏi. Đâu, bạn nào có câu hỏi nào muốn dành cho Mia không ạ? Ai muốn hỏi Mia? Là khi mà Mia tham gia chương trình đó là có rất là nhiều khó khăn thì Mia đều cố gắng vượt qua hết, nhưng mà những cái người mà luôn đứng sau đồng hành Mia đó là cha mẹ, những người trong gia đình lúc nào cũng ủng hộ Mia hết và lúc nào cũng gọi điện thoại lên, tại vì Mia sống xa quê nhà cho nên là lúc nào ba mẹ cũng gọi điện thoại lên nói là thôi con ơi cố gắng đi, tại vì cho dù con bây giờ con cứ suy nghĩ là con làm rồi nó sẽ không có được gì hết, chỉ được lại là cái kinh nghiệm để cho con vươn chải trong thời gian sắp tới, thì con đừng suy nghĩ đến vấn đề nào hết, chỉ cố gắng thôi. Thì ba mẹ với là gia đình luôn là cái niềm động lực lớn nhất, cho nên động lực thứ hai đó là đam mê. Thì ngay từ nhỏ thì Mia đã rất là thích ca hát rồi, thì khi mà mới đi hát đó thì người ghét có, người thương có. Nên là Mia luôn cố gắng hoàn thiện từng ngày để gửi đến những cái sản phẩm tới quý vị. Khi mà tham gia chương trình Gương Mặt Không Quen á, thì có những cái tiết mục thì Mia chưa thật sự làm nổi bật cái nhân vật. Rồi cũng có những cái tiết mục mà Mia đang có đuối sức xong rồi lại là làm cái mục đó không được hay, thì có đa phần những nhận xét và khen có chê có, thì nhờ vào đó Mia có thể cố gắng nhiều hơn. Dạ, còn cái single tiếp theo á là chắc chắn sẽ có bài hát vừa nãy và những cái bài hát và acoustic nữa. Thì tuy là Mia hát là acoustic rất là dở nhưng mà rất là ham hố là một cái âm mưu acoustic, tại vì Mia rất là yêu dòng nhạc này, muốn thể hiện nó nhiều hơn. Vì Mia nghĩ là những cái ca khúc sôi động thì nó cũng khó nhớ lắm. Mia nghĩ là chắc là những cái ca khúc mà nói về tâm trạng của mình thì nó sẽ dễ dàng. Có bài nào của anh không Cưng? Hả? Single sắp tới. Có, đúng rồi, single sắp tới của Mia có một bài của anh Hoàng Sắp Về. Mừng quá. Bài này mà Double đã dành cho Mia cách đây khoảng chừng gần một năm rồi. Và bây giờ cô ấy vẫn đang dìm hàng đó, cũng chưa tung ra được. Dạ, kính thưa gia đình hai họ, kính thưa đàn trai, đàn gái. Ngày hôm nay thì sự hạnh phúc em xin mời Double có thể đến đây để mà tiến hành, cử hành cái... Phan cho em nói, ủa tại sao không ai kêu hung tí đô chưa mà kêu mà lau không vậy? Muốn đi đâu liền luôn. Đi đâu để ăn.
dễ nè. Tôi hai chúng ta chỉ là bình lề thôi. Rồi, hai trái tim bình lề ra đây. Mẹ đừng hả? Vô. Dạ, rồi hai bạn. Câu hỏi quên nữa con câu hỏi yêu cầu của chị giờ. Em chết lắm à. Anh nào? Anh xì á? Em có đồng ý. Đúng thủ tục ghê luôn. Hoàng ơi. Dạ. Anh cho mẹ phải làm trước tiền. Còn Hoàng, đi đâu là của anh. Sao lại gần như vậy? Sao kỳ vậy? Một cặp thôi chứ, một vợ một chồng nó mới hạnh phúc. Cái gì đâu bắt chéo được tôi luôn nè. Vậy rồi thôi, bây giờ em xin đề cử và Hoài Lâm với Tí Đô và Tiến Thành. Không, hồi nãy ai nói tỏ tình em đâu. Nó phải tỏ tình đi chứ. Ok, thôi cho mình gặp rồi. Coi như nhạc phụ, nhạc mẫu đứng đây đi rồi. Tỏ đi. Cái gì mà lộn ngon vậy? Lộn. Vàng chính lượng mới được vô cái nhà này. Bên đây màu hồng, bên đây màu đen. Coi như là đây là cô dâu, còn bên kia là chú rể đó. Em, chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi. Ồ em. Em phải kêu Hoài Lâm là bằng âm nha Mia. Rồi em, cái gì đợi nó. Thôi cứ vậy đi. Thôi vậy. Anh giận anh vậy, ba má hay là anh nói chuyện với ba má em đi. Em gửi đâu vậy? Nói xuống. Anh nói chuyện với ba má em đi, nói là cho cưới em thì em mới lấy anh nha. Để anh. Thôi cho ba em dễ thuốc chị luôn. Em đứng qua một bên đi. Đây là ba hay má? Má. Bây giờ có thấy ba già, ủa má già. Không duy trì người nè. Bây giờ cho con bong bóng này làm đỡ rồi không? Giờ con bọt gì hết á. Còn như có tấm lòng không? Mà đánh làm gì tao? Em không vô thấy bà già đẹp quá, đem cộng dây chuyện bự cái vô tức làm cái là làm cái gì. Rồi sao? Thì không biết sao nữa, anh nói đi, ba má cho cưới thì hai mình lấy nhau. Lấy nhau được chứ không? Sao vậy? Ba mình muốn chết. Đúng rồi, chị ơi, nghe nói không? Ba mình muốn chết. Ba má nhắm quyết định được làm luôn đi. Mà đứa nào là con tao? Quay vô làm loại quá. Con là con của má. Nó là con rể. Mày đi qua đây sao mà mê cay vậy? Thôi. Đi qua kia. Để đi, ba nhây quá. Ủa lộn, má nhây quá. Mình ơi. Mình có đồng ý cho hai đứa này nó kết thành hôn lễ. Mình ơi. Không. Vì sao? Nó không để dây chuyền nữa không hả? Được. Giờ sao mới cho nó lấy chứ. Giờ ai biết nó cắt trong ngân hàng thì sỉ thì sao? Gì vậy? Lẹ đi cho nó cưới đi, không nó lấy chạy đập đầu nó sợ nó hả? Từ từ con. Trời ơi, nó kêu thích kìa ba. Ê, Lê Văn Luyện mới vượt ngục đó ba. Má nói con nè, từ từ cái gì cũng từ từ. Nè anh làm gì làm bảo luôn đi. Trời đó. Tại vì má khỏe chứ cậu như chuyện nó nặng quá, nó má nói với chồng thôi. Giờ nói chuyện đàng hoàng không.
đâu trẻ sao có thời gian tìm hiểu, con tìm hiểu, con bé mía nhà tôi được bao lâu thôi. Con này là mía lao, mía lao hả? Cái đó sao là mía lao, mía lao. Thật sự thì con mới quen nhau 3 tháng thôi à. Trời ơi, mày làm nhỏ 3 tháng rồi hả? Trời ơi, ông ơi, nó còn lẹ hơn ông với tôi ngày xưa đó. Trời ơi, thấy tụi nhỏ giờ này nó tên lửa dữ ra trời. Rồi bây giờ lỡ rồi cơm gạo nó đóng thành thiền hết rồi. Bây giờ tính làm sao? Tính làm đám cưới đâu? Siêu xe là sao? Nói. Bây giờ cưới thì cưới thôi chứ. Trời đó, có gài tôi vô thế đã rồi, mày thấy chưa? Mày thấy đưa ra một cái lời khuyên nào cho giới trẻ ngày nay. Trẻ tuổi là phải cống hiến sức mình cho công việc, cho lao động, hiểu không? Chứ lúc này yêu ba cái thằng này chết đi rồi nó cho ba tháng. À, má nhìn qua má rồi. Vợ ông cưới không? Cưới. Thôi. Phải cho sống không cho phí. Vậy chịu chưa? Đúng không? Được chịu chưa? Hãy chào ông cưới. Vậy mình làm chị em nha. Ờ, yeah, dạ, chị được chưa chị? Dạ, không phải cái đám cưới này cũng thành công đâu chị. Dạ. Chị em gái, chị em gái. Chưa hôn, chưa hôn. Hôn hả? Em đi ra. Má mà, má con cái nào được mà. Cái gì em nói? Quá nhụt. Thôi nói chung mình hôn xã giao con gái đi cho chị hài lòng đi. Dạ, xã giao đi. Không đâu, đừng cho bà nói nữa, trời ơi, bà nói cái đàn em. Chụp video đi, chụp video đi. Chụp video đi, không đi bà nói cái gì thích nữa. Rồi giờ các em ông này giả bộ nè. Em may mắn quá, em là được thấy được nè. Bây giờ mình cũng có công việc là cho nên ra đây là cuối và tình nhẹ có 6 người thì cái người mà em cảm thấy không phục nhất về cái ý chí về mọi thứ năng lực là chú Minh Thuận. À, chú Minh Thuận. Dạ. Anh nghe rồi, chú Minh Thuận có mặt ở đây đêm nay không? Chú Minh Thuận đây. Và sau đây là tiết mục của chú Minh Thuận. Giấc mơ nơi chỉ sâu cùng cùng
Are you hiding from me? Yeah. Someone
xin ơn rất nhiều. Thật ra là lúc nãy Mia ra hát bài Beyoncé, nhưng mà trên đó có chỉ chọn một âm thanh một chút tí, là mở cho Mia bài Beyoncé. Give me some. Quý vị đừng đi đâu hết, màn trình diễn này sẽ rất đặc biệt.
Và bây giờ hãy được rồi, vỗ tay, vỗ tay. Dạ, dạ, dạ. Những bất ngờ thú vị nào mà dành cho tất cả mọi người đây. Rồi. Và xin chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ cho quê. Đôi chân.